Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19 số 485. Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 18 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam. Bệnh nhân 485, bệnh nhân nữ, 52 tuổi, địa chỉ Cẩm Lệ, Đà Nẵng, tiền sử suy thận mạng giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, điều trị tại khoa nội tiết niệu, bệnh viện Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được chẩn đoán COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân suy hô hấp, khó thở, được chuyển lại khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 4 tháng 8, lúc 19 giờ, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Hòa Vang, tiếp tục điều trị, tình trạng hôn mê, sốt cao, thở máy. Ngày 12 tháng 8, lúc 19 giờ, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán tử vong, COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Như vậy, tính đến thời điểm này, có 18 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã tử vong.